Căn nhà mắc nhất nước Mỹ mới bắt đầu đấu giá vào ngày hôm nay, tức là ngày 8 tháng 2. One Bel là The One Bel là một tòa nhà rộng 105.000 phút vuông, tức là khoảng 10.000 10 mét vuông. Hiện đang được cho là ngôi nhà hiện đại nhất và vĩ đại nhất tại nước Mỹ. Nó được niêm yết với giá là 295 triệu đô la vào ngày thứ Sáu vừa qua và sẽ được đấu giá trực tuyến vào tháng 2. Nó có 21 phòng ngủ, 42 phòng tắm, một gara chứa được 30 chiếc xe hơi, một hầm rượu cho 10.000 chai rượu và một sân thượng rộng là 10.000 phút vuông. Được biết với cái tên là The One Bel Air do nhà sản xuất phim kim nhà phát triển bất động sản Nao Niami xây dựng, người ban đầu mà hy vọng rằng sẽ bán được dinh thự này với giá chống mặt là 500 triệu đô la và điều này sẽ khiến dinh thự này trở thành một trong những ngôi nhà đắt nhất trên thế giới. Tòa nhà khổng lồ này được niêm yết vào thứ Sáu và sẽ được bán đấu giá từ ngày 7 cho tới ngày 10 của tháng 2 năm nay. Đi kèm với 21 phòng ngủ và 42 phòng tắm, nó cũng tự hào với các tiện nghi sang chảnh khác như là hầm rượu 10.000 chai, gara 30 xe hơi, rạp chiếu phim dành cho 40 người, một hộp đêm riêng, một sân thượng cực lớn, một khu sân cỏ, một thẩm mỹ viện trong nhà, một sân chơi bowling, và thưa quý vị, đây là một số hình ảnh bên trong ngôi biệt thự khổng lồ này. Khi bước vào sân chơi rộng lớn, cửa rộng của dinh thự thì chúng ta sẽ nhìn thấy được một tác phẩm điêu khắc của nhà mỹ thuật thủy tinh người Ý, Simon Sernandes. Bên trong thì tiền thảnh của dinh thự có một tác phẩm điêu khắc xoay và các cửa sổ kính suốt từ trần cho tới nhà. Khi đến phòng ăn thì chúng ta sẽ nhìn thấy được một hầm rượu 10.000 chai rất là lớn. Có rất nhiều không gian để thư giãn trong phòng khách của gia đình cực kỳ rộng rãi. Nếu quý bà, quý cô mà có cơ hội đến căn nhà này thì có thể được nuông chiều trong một tiệm chăm sóc sắc đẹp và spa chăm sóc sức khỏe tại gia với đầy đủ các dịch vụ. Tiệm chăm sóc sắc đẹp này là một trong những căn phòng có màu sắc rực rỡ hơn trong dinh thự này với những bức tường màu đỏ bóng Dinh thự cũng có phòng giải trí với một quầy bar riêng cùng với phòng hút xì gà. Bên cạnh phòng giải trí đó còn có một sân chơi bowling riêng với bốn làng. Một số kệ giày bowling đã sẵn sàng và những quả bóng bowling gợi nhớ tới ngũ cốc hiệu tricks một cách kỳ lạ. Và để có được những cái hoạt động giải trí năng động hơn nữa, thì những cư dân tương lai của nơi nghỉ này có thể tận dụng một cái hộp đêm riêng, một câu lạc bộ riêng ngay tại bên trong dinh thự này hoặc chỉ để giải trí một cách thư giãn hơn thì có cả một rạp chiếu phim trong nhà có thể chứa tới hơn 40 người. Phòng ngủ chính rộng 4.000 phút vuông của The One có tủ quần áo không cửa ngang với rất nhiều không gian cho vô số quần áo, giày dép cũng như là chỗ để cho phụ kiện. Những chủ nhân tương lai của dinh thự sẽ tìm thấy chỗ cho rất nhiều sách trong một thư viện riêng có hai tầng của họ, nơi có hẳn một ban công riêng. Tổng cộng có 5 hồ bơi nằm rải rác trong toàn bộ khuôn viên của dinh thự này. Có cái ở trong nhà, trong một phòng có tường cây xanh và có gương trên trần nhà. Có hai hồ bơi nằm ở ngoài trời và một trong số đó nằm trên tầng thượng của một phòng ngủ rộng 4.000 phút vuông. Trong khi có một hồ bơi nữa nằm ở phía bên trên một cái hộp đêm và một hồ bơi khác có chức năng như là một tiền sảnh nổi. Mặc dù ngôi nhà được xây dựng vào một thập kỷ trước nhưng nó đã mang dấu ấn của việc xây dựng của hàng thế kỷ trước với một con hào bao quanh ba mặt tiền của ngôi nhà. Khi du khách đến thăm dinh thự có thể có một nhà khách cho riêng của mình. Bản thân nhà khách này cũng có cửa sổ kính suốt từ trần tới nhà và có ba phòng ngủ riêng. Tờ One được tạo ra dành riêng cho những tỷ phú ngày nay đang tìm kiếm một tài sản của riêng mình, mang tính độc đáo và độc nhất vô nhị. Và khi được bán, nó sẽ là một vụ mua bán quan trọng nhất trên thế giới. Aaron Kerman là đại diện đồng niêm yết cho biết trong một thông cáo báo chí gần đây. The One đơn giản là không có đối thủ. Đại lý đồng niêm yết Corini Williams cũng cho biết thêm trong một bản phát hành gần đây. Bất động sản này có những tiện nghi cực kỳ sang trọng ngoài những giấc mơ hoang đường nhất của bất kỳ một người mua nào. Và có một lý do khiến cho dinh thự The One đang thiết lập một dấu ấn cao mới cho bất động sản trên toàn cầu. Đó là một khu đất bằng phẳng hơn cùng với tầm nhìn rộng lớn hơn với bất khi một bất động sản nào trước đây đã và đang được giao bán ở los angeles